tới cái chỗ tôi có cover ở đây 256, 3 tháng 2, cùng 12, cùng 10. Xíu phòng trên đây thì nó ra biết một tí. Nếu như mọi người nhớ thì chỗ cái tóc này cũng đã lên trên bộ phim rồi, đó là bộ phim Thiên Ý hồi xưa á. Và cái người mà hay cắt cho Tuấn là thầy Juno. Thường thì Tuấn qua đây Tuấn sẽ phục hồi tóc và chỉnh tóc lại một tí xíu. Thường khoảng 2 tới 3 tuần thì Tuấn sẽ đi làm một lần. Tại vì tóc mình á, với người bình thường thì nó đã, nếu mình không chăm sóc tóc kỹ thì nó cũng đã dễ bị hư tổn rồi. Thì bản thân Tuấn là Tuấn làm nghề nữa, thì cho nên là tiếp xúc với lại ánh mặt trời nè, rồi tiếp xúc với lại keo xịt tóc, rồi cái chất, rồi mấy cái như kẹp tóc và uống tóc này kia nhiều á, thì nó rất là dễ bị hư tổn. Và mọi người Tuấn nghĩ là thật ra Tuấn cũng không phải là người quá kỹ đâu, nhưng mà Tuấn thấy là mình nên chăm sóc tóc thì kỹ, tại vì có rất là nhiều yếu tố nó làm cho tóc của mình nó không được khỏe. Tôi lấy ví dụ có một cái thói quen rất là xấu là thường á, mà mình khi mà mình gội đầu xong á, mình sẽ rất là mình thường nó sẽ lau móc khô á, và tóc nó vẫn còn ướt là mình sẽ đi ngủ á. Thì cái điều đó là cái thói quen không tốt, tại vì nó rất là dễ làm cho tóc mình nó bị rụng tóc, và nó cái đó không tốt cho sức khỏe nữa, nó làm khiến cho mình bị đau đầu. Rồi mọi người cứ nghĩ là ở ánh nắng mặt trời thì mình đi cũng chả vấn đề, nhưng mà không phải đâu. Khi mình ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời á, thì tóc mình nó cũng sẽ dễ bị hư tổn hơn nữa. Còn có một cái này thì Tuấn cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà theo cái kinh nghiệm mà bản thân Tuấn á, thì Tuấn thấy là khi mà vuốt tóc á, đa phần thì Tuấn sẽ vuốt bằng tay, tại vì dùng lược chải nhiều quá tóc nó cũng sẽ dễ rụng nữa. Mà chải mà khi tóc ướt á, là càng dễ rụng hơn, tại vì thường á, là tóc ướt á, nó sẽ dễ rụng hơn là tóc khô. Khi mà tóc khô rồi á, thì bạn chỉnh tóc rồi bạn dùng lược á, thì nó cũng bình thường, nhưng mà tóc ướt thì nó dễ rụng tóc hơn. Cho nên chính vì cái điều đó thì nó rất là nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến tóc. Thì bản thân Tuấn thì cũng muốn chăm sóc tóc thì kỹ, tại vì nếu như mà rụng nhiều quá, bây giờ mình còn trẻ thì nó không sao, còn về sau thì nếu mà rụng tóc nhiều quá thì nó cũng sẽ không có tốt á. Cho nên là kỹ tí để lúc nào tóc cũng chẹp chẹp hết kiểu vậy. Đối với Tuấn, cái việc mà mình làm không phải là mình điều đâu, và tất cả mọi thứ nó chỉ dừng lại ở cái mức là chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người mà, cho nên nó là bản thân mình nên chăm sóc bản sức khỏe của mình, thì tôi nghĩ cái điều đó nó sẽ tốt, tạo thành một thói quen tốt. Và tất cả mọi thứ thì tôi muốn chia sẻ, rồi tôi quay lại để cho mọi người thấy ở Tuấn thì chăm sóc như thế nào, thì đúng chia sẻ với mọi người thôi. Thì có thể là mọi người sẽ thích và có thể là mọi người sẽ không thích, nhưng mà đó sẽ là những cái kinh nghiệm mà Tuấn đã trải qua rồi, thì Tuấn nói đến tất cả mọi người, tại vì mỗi người sẽ có một phương pháp khác nhau. Thì đây chỉ là phương pháp mà Tuấn đang làm, và Tuấn nghĩ là ở đâu đó sẽ có một số người cần, cho nên là rất mong mọi người sẽ đang để tóc dài, cho nên là phải dưỡng nhiều hơn, nhớ tóc thôi mà đi cả nguyên ekip vậy. Mọi người có ai phục hồi cắt tóc thì cứ làm thoải mái đi nha. Tiền bạc mà, có gì đâu. Thì quản lý trả tiền. Không vui hả? Tại vì ngày đến sắp hết rồi, ngày Tết sắp đến rồi. Tại vì ngày đến sắp hết là gì ta? Ai đây chính là cái người luôn làm cho Tuấn có một mái tóc đẹp. Để phục hồi với lại chỉnh lại mấy cái tóc hơi lần sau tí rồi thầy. Tại vì em đang lấy tóc dài luôn á. À, mặc tóc dài luôn. Dạ, em để dài nhưng mà họ đang cắt sao ở trên này dài chứ. Dạ, tôi ở đây mọi người cắt tóc như thế nào, và chỉ cần đưa hình sẽ cắt y chang luôn, thậm chí còn đẹp hơn. Ví dụ như thầy sẽ cắt theo cái form đầu của mọi người, ví dụ đầu của mọi người như thế nào là sao, thầy sẽ biến tấu lại nó hồi cũng đẹp, đúng không thầy? Hỏi gì vậy?
Thì tất cả. Tới ngay sau cái bước làm sạch tóc và đưa dưỡng chất vào trong tóc của lúc gội đầu thì bây giờ sẽ bước vào hôn thuốc để tái tạo lại liên kết tóc, giúp cho tóc nó chắc khỏe và hạn chế tình trạng khô, rút, chảy ngọt. Cho trong quá trình đi ra ngoài nắng hay là trong dưỡng quá hay là tập điểm dưỡng tẩy uống tóc nó sẽ bị yếu và sơ, thì những cái liên kết trên sợi tóc bị mất thì sẽ tái tạo lại liên kết trên sợi tóc, giúp cho tóc nó hạn chế tình trạng nó rút tóc chắc hơn, thì tóc khỏe là tóc đẹp. Muốn khỏe là phải chắc. Mọi người khi mà mọi người đi qua đây á, thì sẽ được tư vấn rất là tận tình là ở tóc mình sẽ đang gặp tình trạng như thế nào, rồi bên nhân viên sẽ đưa ra những cái lời khuyên để mọi người nên làm cái gì, nên làm cái gì. Đây cũng thích nhất là tới một ngày đã là tới một giải trí. Cái thầy bôi thuốc không ta? Dạ, cái này là cho số 2 nè, tái tạo là độ pH thôi cho sợi tóc rồi. Thôi là phải ăn trước. Mình sẽ phải mở được những cái sợi tóc xuống này. Là cái này phải ăn trước sau một chút xíu một lần nữa. Dạ, bảo vệ. Để vô thuốc rồi. Thầy là cân bằng độ pH. Bây giờ cân bằng độ pH cho tóc trước, rồi sau đó mình sẽ tới phục hồi đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Giá rồi, thời tới rồi, tóc đẹp quá, cảm chừng thời tới. Thầy tặng đây, đây là kem dưỡng. Thầy tặng kem dưỡng tóc đây. Bây giờ tôi sẽ cắt một xíu xíu sửa lại cho gọn gàng tí. Bây giờ tới công đoạn tạo kem, lát mọi người sẽ xem. Sao? Tạo tóc không có kem thứ. Đẹp trai thì mới có nhiều điều, còn đằng năm này sẽ có nhiều điều. Hôm nay thì cũng được thầy không muốn tính tiền, nhưng mà cho em hỏi là ví dụ như mà cái giá cũng là sẽ như thế nào, cách như thế nào, hồi giá như thế nào, tại vì em cũng muốn cho mọi người biết đó. Là giá cắt tóc là 380.000 tóc nam. Nhau à, là nếu như mà cắt tóc nam thì sẽ là 380.000, còn nếu như mà hồi sẽ là dao động từ 800 cho tới 1.500.000. Ok, mọi người hãy tới đây. À, nếu như mình phục hồi tóc thì mình sẽ được miễn phí cắt. Giá sẽ dao động từ 800 cho tới 1.500.000 tùy vào tình trạng tóc của mọi người. Cảm ơn các mọi người. Nếu mong mọi người sẽ tới đây. Ở đây làm việc tới ngày 29 Tết. Mọi người hãy có một cái Tết thiệt là đẹp trai nào.